chạy đi, chạy đi. Cho nó một chưởng. Mày chạy đi, mày chạy đi. Mẹ mày. Chim về cho chim cắt. Đi úp chim này. Chim sẻ các kiểu luôn. Gặp con gì cũng được đấy. Con mặt đỏ các bạn, con mặt chim mặt đỏ, chim mặt đỏ. Bật phai chạy về. Bật ngoan chạy về. Con thịt đấy. Bướng không? Cực kỳ bướng con này. Con đầu tiên đấy các bác ạ. Chạy tưng 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 rồi đó. Nhỏ cái đầu rồi. Bị có đầu phê phê. Con nữa. Con nữa, con nữa. Tí mất điện thoại. Con thứ ba đây. Đấy anh ủ chim ạ. Tí có gì anh cầm dưỡng nha. Ui. Con thứ ba này các bạn. Con này tôi vừa với bắt được con này phát xong. Còn chưa đâu vào đâu. Con này là một con nữa mày đến à. Trong lưới vẫn còn lại đứa ấy. Con thứ ba này. Bay ơi, sợ bay ơi. Có cánh. Một tay gọi. Hẹ. Cơ bản là mình vừa cầm một tay cầm với quay các bạn. Với lại những chủ quan cho con này vào túi đó. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Có lẽ thịt mạch này. Con lấy nó một bé gái thì xong phim. Tiếp tục. Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Này ngon quá. Thấy gì chưa? Đây. Thấy gì chưa? Để tôi đi tìm cây rồi nhé. Thấy đâu? Đây. Đây các bạn ơi, các bạn ơi. Đây. Đây nha, đây. Cái gì đây, cái gì đây? Con này beng là đứt cước luôn đấy. Con beng là đứt luôn, không đùa đâu. Hàng kịch độc ấy. Đây, ăn bánh đèn mà. Thì cho nó một chưởng. Mày chết đi, mày chết đi. Mẹ mày. Mày định là ám sát tao. Hả? Mami. Chạy đi, chạy đi. Ui, ướt
Đồ má mày. Mày đi chết đi. Ghê răng hết tâm rồi. Ý giời. Đánh rắn phải đẹp đẹp đầu. Cho nó cắm cái đầu nó xuống. Cho nó đứt kèo hẳn đi. Đây. Đây mà đi ruộng vẫn phải xong phim. Kinh quá đi mặt. Đây bà. Đi test thử được mỗi thôi. Hai con. Thấy con rắn cặp nông cặp ni thật kinh quá. Về thôi. Hai con này đủ mà hai chim ăn. Rồi để hôm nào sắp xếp loa lụ. Con này mang lưới ra căng. Căng lưới bên thua được. Căng lưới cơ mà. Dính nhẹ nhẹ. Bọn này công nhận điên cuồng thật.